Dạ vâng, em Công Pro Audio xin kính chào các bác. Trước mặt các bác đây đang là một mẫu loa Tone Theory của hãng Tai Noi Anh Quốc các bác nhé. Mẫu này là được em design và sản xuất lại theo form dáng của hãng Tai Noi các bác nhé. Hiện tại cái mẫu này Tai Noi thì nó sử dụng dòng VIP đến từ Anh Quốc rồi, thì các bác sẽ không thể nào mà có điều kiện mua được những đôi loa như này. Nó tiền hàng mới của nó lên đến khoảng hơn 200 triệu và bãi thì ít nhất cũng phải 80-90 triệu thì các bác mới sở hữu được đôi loa Tai Noi Tone Theory như này các bác nhé. Đây là mẫu thân thùng em đã design và thiết kế lại và giá để cho các bác chỉ có 12.500.000 đồng một cặp này thôi các bác nhé. Các bác có thể thấy nhìn thấy vân nặng gỗ óc chó các bác nhé. Và cái lưới của nó nhìn rất là đẹp, rất là sang, theo đúng với tiêu chuẩn của hàng hãng luôn các bác nhé. Từ thiết kế lỗ thông hơi đằng trước đằng sau, hãng làm như nào em làm giống hệt như vậy. Và em đã design lại cho nó chuẩn chỉ và âm thanh ra nó sẽ rất là hay. Tại vì mẫu bass 30 và cái cấu hình thân thùng như này thì nó tạo ra một tiếng bass rất là sâu, êm sâu, uy lực các bác nhé. Các bác không cần phải sử dụng trầm đâu ạ. Ok, và bây giờ em sẽ test thử một đoạn nhạc cho các bác cùng thưởng thức và trải nghiệm chất âm của loa Tai Noi Tone Theory các bác nhé. Ok, các bác đeo những chiếc tai phone vào để các bác trải nghiệm thì nó sẽ nghe nhạc và em review nó sẽ được chi tiết hơn và các bác có thể nghe được độ chi tiết của mẫu loa Tai Noi Tone Theory này các bác nhé. 12.500.000 đồng. Và giá này các bác có thể về các bác nghe thử một tuần. Các bác nếu mà không đúng hàng như quảng cáo hoặc hát hay nhạc không hay thì các bác có thể trả lại em thôi nhé. Ok ạ. Mời các bác đeo tai nghe ạ. Trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu, tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để tự giả đến. Các bác cần một bộ loa bày hay, nghe nhạc hay và để trong nhà thì rất là đẹp và rất là sang trọng, thì đây là một mẫu loa dành đến cho các bác nhé. Cái giá thành của nó là vượt xa so với tất cả các dòng hiện tại em đang bán ở đây các bác nhé. Cái chất âm của nó sẽ vượt trội hoàn toàn so với tất cả các dòng loa full hiện tại em đang bán, thì giá thành của nó gần như là gấp đôi rồi, và cái thân thùng này nó đã to gấp đôi rồi, nó đã cộng hưởng cái tiếng bass lên thì rất là nhiều các bác nhé. Ok ạ. Các bác chốt đôi loa này thì là liên hệ cho em qua số hotline em ghi ở trên tiêu đề của video. 12.500.000 đồng, không mặc cả cũng như là không trả giá các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những clip mới nhất của bên em.